Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 30 tháng 6 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Ngày Dậu Tý tương phá, người tuổi Tý nên cẩn trọng vì hôm nay bạn có điểm báo dễ gặp họa bất ngờ. Trong công việc, bạn nhớ cẩn thận, nếu không sẽ có kẻ ném đá giấu tay, dễ gây ra hiểu nhầm, xích mích nội bộ. May mắn có thiên ấn xuất hiện, những chú chuột dù gặp khó khăn nhưng hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mà không cần nhờ cậy đến ai, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ theo hướng khác, đừng đi theo lối mòn mãi nữa. Ngũ hành tương sinh báo tin vui về đường tình duyên của con giáp này. Người độc thân sớm tìm được một nửa phù hợp, các cặp đôi dần tính tới chuyện thành người thân một nhà khi tình cảm ngày càng dạt dào và cả hai luôn lo lắng và chăm sóc cho nhau. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, chậm rãi chờ thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, không nên bôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc. Gia đạo có nhiều người đến thăm viếng hoặc có đám tiệc. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, hao tốn tài lộc, tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ. Không nên bôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc. Gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc, nhưng cũng không nên kéo dài. Trong nhóm có người không tốt, nên giữ hòa khí. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp xuất hiện nâng đỡ rất nhiều cho đường tài lộc của người tuổi Sửu. Vận khí lên cao, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Lại thêm thiên tài độ mệnh, việc hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình để không khiến tiền bạc thất thoát dễ dàng. Thổ sinh kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình. Bạn biết rằng tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng và là tài sản quý giá nhất mà không gì có thể đánh đổi. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu. Hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có tin tức xấu về bổn mạng, sức khỏe, đi lại, di chuyển của người thân, hoặc việc mong cầu có sự chậm chạp, gặp rủi ro. Có tài lộc, hoặc quà tặng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc.
Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Có quý nhân giúp đỡ. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Dần. Thứ tư này, người tuổi Dần bị hỏa kiếp tài ngáng trở nên tình hình tài chính gặp nhiều trở ngại. Điềm báo tử vi cho thấy có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm và đánh mất tài lộc trong tay vì thiếu kiến thức mà mù quáng đâm theo lợi nhuận. Lợi nhuận cao đi đôi với tính mạo hiểm cao, nếu bất chấp tất cả, khả năng bạn mất tất cả cũng là rất lớn. Bản mệnh cũng nên có một khoản tiết kiệm đề phòng những khi thất thế, xa cơ lỡ vận còn có để chi dùng. Kim khắc mộc, tình cảm của con giáp này và nửa kia khó mà được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Ngày thuận lợi cho các việc mong cầu về tình cảm, hôn nhân, kết bạn, đính ước, hợp tác, thi cử, xét duyệt lương bổng. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, tin tức tốt. Không nên chần chờ khi có cơ hội đến dù không có lợi mấy ở trước mắt, nhưng nên tiến hành, hoặc mạnh bạo thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng việc tương lai phải trải qua nhiều giai đoạn, công sức. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Thực hiện điều dự tính, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui, tin vui, quà tặng. Nghe tin buồn về sức khỏe. Bổn mạng của thân nhân, bè bạn. Ngày có sự hẹn ước, đáo hạn, định kỳ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật. Chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật. Chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Đề phòng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Mão. Mão Dậu tương xung nhắc nhở người tuổi Mão cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ và cả rắc rối trong công việc. Thời điểm này, công việc có thể gặp nhiều trở ngại, ai cũng đang bận sức đầu mẻ chán, nhưng nếu bạn còn giữ thái độ nhởn nhơ và dửng dưng thì rất có thể sẽ bị cấp trên phê bình thậm chí trách phạt. Bù lại, tỷ kiên cho thấy sự quyết đoán hôm nay của con giáp này sẽ đem đến khoản tiền lớn trong các kế hoạch đầu tư của mình. Những chú mèo có những ý tưởng mới lạ và độc đáo, không phải ai cũng có thể chấp nhận,
nhưng mạo hiểm có khi lại dẫn đến thành công. Trong ngày ngũ hành mộc kim xung khắc, bản mệnh có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong đường tình cảm. Đôi lứa có nhiều hiểu lầm, nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi. Dù yêu thương nhau nhưng cái tôi quá lớn khiến không ai là người chịu xuống nước và làm lành với nhau. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng. Không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ gặp rủi ro, tai nạn, buồn phiền, thiệt hại hoặc có sự sai lạc về hẹn ước, ký kết. Nhất là trong việc đi xa dễ gặp tai nạn, sự thất vọng. Hoặc nghe tin dữ, việc ăn chơi đình đám chỉ nên ngắn gọn và không nên ở lâu. Tài lộc chậm chạp, dễ hao. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Hoặc ngày có nhiều sự thay đổi, biến động bất ngờ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có tin buồn về tai nạn, đau yếu. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Nên xem xét lại những chuyện cũ và nhắc nhở với nhau cần phải giải quyết hoặc làm cho xong. Có sự nhờ và giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có tin tức sai lạc, thiếu sót hoặc nhắn tin lầm. Có tin tức về tài lộc. Có lộc an, có sự phúc đáp của người thân, bè bạn ở xa. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ có sự hư hại, chậm chạp. Hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Tử vi tuổi Thìn. Trong ngày này, người tuổi Thìn được lục hợp che chở nên công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Lúc này bạn có thể bàn bạc những kế hoạch cho tương lai, nhất là những kế hoạch lâu dài. Chính tài ở bên, thu nhập chính của con giáp này khá ổn định và không cần phải quá lo lắng về việc kiếm tiền. Thay vào đó, hãy tập trung làm việc của mình cho thật tốt, bạn sẽ sớm đạt được kết quả xứng đáng với công sức của bản thân. Ngũ hành tương sinh mang tin vui đến cho chuyện tình cảm của người độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ được đối tượng vừa ý. Người có đôi thì sẽ có thể yên tâm rằng nửa kia vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh, cùng mình vượt qua những khó khăn phía trước. Hôm nay quả là một ngày may mắn với bạn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận. Hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Có tin buồn về tai nạn của người quen. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn, hoặc có tiệc. Có người đem lại điều lợi cho mình. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, có hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự,
thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ được tam hợp cục nâng đỡ nên công danh sự nghiệp có những bước tiến khá xa. Được quý nhân tương trợ, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt làm nền tảng cho phát triển sau này. Tuy nhiên, thương quan độ mệnh cũng nhắc nhở bản mệnh nên để ý hơn đến xung quanh mình thay vì chỉ tập trung làm việc như thế. Vầng hào quang mà bạn tỏa ra đang khiến những kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở và sẽ tìm cách để đạp đổ công sức của bạn. Ngũ hành xung khắc, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn vì đôi bên thiếu sự tương tác với nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng có nói ra người ấy cũng không giúp được gì. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác, có những sự việc hoặc con người không mời mà đến, nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, đình đám, mua sắm. Có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Có tin xa, nên cẩn trọng khi di chuyển, có tin buồn về tai nạn, bệnh tật. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh Thổ. Ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên kéo dài. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh Mộc. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm. Có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Tránh gây gỗ, thị phi, đề phòng rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ được thực thần che chở nên không cần lo lắng chuyện tiền bạc trong hôm nay. Con giáp này nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì càng phát tài phát lộc, tiền bạc nhiều không đếm xuể. Tài thần ở hướng đông nam, nếu có ý định cầu tài, khai trương mở cửa hàng hay khởi nghiệp trong ngày hôm nay thì đừng bỏ qua hướng may mắn này để mọi việc được hanh thông và vượng phát hơn nhé. Hỏa khắc kim, các cặp đôi cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Đừng để những lần giận dỗi, hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại hạnh phúc mình đang có. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim. Ngày tốt, có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc cũng như về tình cảm. Việc cầu tài gặp may mắn, hoặc có được cơ hội thi thố. Ngày tốt cho việc đính ước, hội họp, kết bạn. Có tin vui từ xa về. Có duyên đẹp đến tình cờ. Tử vi tuổi Bính Ngọ,
thuộc mệnh thủy. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu, hoặc trong ngày có nhiều việc đến, cần có sự thu xếp khéo léo về thời gian. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Có tin xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có đám tiệc, việc cầu mong còn mơ hồ không nên hấp tấp. Ngày có nhiều lo âu, gặp nhiều áp lực, trở ngại, tiến thoái lưỡng nan. Hoặc gặp sự tranh giành, bất hòa đưa đến tranh cãi, đổ lỗi trách nhiệm, bị hàm oan, khiển trách. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, càng hành động thì lại càng bị ràng buộc. Vấn đề chỉ thêm rắc rối, tài lộc trắc trở, dễ hao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có tin buồn về chuyện này. Tử vi tuổi Mùi. Thiên tài ghé thăm mang lại vượng vận tài lộc cho người tuổi Mùi. Thậm chí có người còn được nhận thưởng, có khoản tiền lớn bất ngờ. Thế nhưng đừng vội mừng vì đó là những khoản tiền không bền lâu, bạn cần có kế hoạch cụ thể để nguồn tài lộc sinh sôi hơn nữa. Nhân cơ hội phát tài nhanh, đang may mắn, con giáp này không nên ngồi không hưởng thụ mà cần chăm chỉ làm ăn hơn để có của ăn của để. Nhất định là không nên ba hoa nếu không sẽ có kẻ xấu ghen tị mà tìm cách lừa gạt, chiếm đoạt của bạn. Thổ sinh kim, tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ tạo cơ hội cho người độc thân dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản mệnh đừng vội hoài nghi mà bỏ lỡ mất duyên đẹp, bởi khi tình yêu chân thành tới thì chẳng có gì là không có thể. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có tài lộc nhưng dễ hao về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người. Không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Nếu có tiền bạc, tài lộc thì cũng phải hao tốn về mua sắm, tu bổ, trả nợ, hoặc được vay mượn. Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người. Không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Thân. Chính quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thân báo hiệu một ngày làm việc hiệu quả của bản mệnh. Bạn luôn cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu mình mong muốn. Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại,
những chú khỉ chắc chắn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, con đường thăng tiến của bạn nhờ vậy cũng rộng mở. Đến lúc đó thì còn lo gì thu nhập không được như mức mong đợi nữa. Kim khí vượng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con giáp này, nhất là những người có tiền sử các bệnh về hô hấp. Thời tiết nắng mưa bất chợt, nếu không nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ, bạn có thể sinh ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc giao ước, kết bạn, đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư sẽ có người dòm ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa. Có nhiều sự việc xảy ra đột ngột bất ngờ không có kết quả tốt, hoặc nghe tin xấu về rủi ro, tai nạn, thất bại. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Cẩn trọng trong việc đi lại. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Dậu. Ngũ hành Dậu Dậu tự hình ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Bạn dễ sinh cảm giác buồn phiền vì không hài lòng với những việc mình làm cũng như việc xung quanh mình. Hãy chắc rằng bạn đang không đổ lỗi cho hoàn cảnh và tự nhìn nhận ra vấn đề của mình cũng như xử lý mọi việc. Thiên quan giáng họa khiến con giáp này dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc, khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới kha khá rắc rối đó. Hôm nay bản mệnh có thể phải trải qua nhiều thử thách trong công việc. Hãy vững tin vào chính bản thân mình và nỗ lực để có thể chứng minh năng lực của bản thân trong bất cứ tình huống nào. Yên tâm là bạn có thể sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp của mình. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều không nên. Chỉ là ngày nên sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp. Nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng, có cuộc vui chơi, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước, hoặc nghe tin xấu. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng, và hãy vượt qua mọi trở ngại. Ngày có sự sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp. Nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng.
có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn, có tài lộc, quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Tử vi tuổi Tuất. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Tuất cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở trong ngày hôm nay. Những lời đồn đoán, đặt điều sai trái về bản thân mình có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương. Bù lại, chính tài nâng đỡ con giáp này trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Người làm công ăn lương được hưởng những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, tiền bạc khá dồi dào. Bản mệnh là người có tính toán và đầu óc kinh doanh nên tiết kiệm và đầu tư hợp lý với số tiền mình có. Ngũ hành thổ sinh kim báo hiệu chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng êm đềm. Cả bạn và người ấy dù đều bận rộn công việc riêng nhưng không quên dành thời gian quan tâm và vun vén tình cảm của mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác, có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm, có lộc nhỏ, quà tặng, lộc ăn, mời tiệc tùng. Ngày có tin tức về hôn nhân, sinh nở, thi cử, công danh, đính ước. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Có nhiều việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Ngày có cuộc gặp gỡ bè bạn, thân nhân, đám tiệc hoặc nhận được tin tức của họ. Mọi sự di chuyển đi lại đều nên có sự cẩn trọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt. Có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác, có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy. Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức của họ. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay. Nếu có gặp trở lực cũng không nên nóng vội, nản chí. Đừng sợ sự hiểu lầm, trách oán. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi Hợi. Nhờ có chính ấn, người tuổi Hợi nếu giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ thì hứa hẹn bạn sẽ có một tương lai tươi sáng. Bạn là người có tài, vì thế, hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu tham vọng những vẫn phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ. Vì luôn nỗ lực không ngừng trong công việc nên nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên. Ngũ hành tương sinh mang đến cho người tuổi Hợi vận đào hoa khá vượng. Đôi lứa bên nhau tình cảm thắm thiết không rời, tình cảm có phần thăng cấp, chuyện vui sắp tới. Người độc thân nên mở rộng lòng mình, đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa. Di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, tiệc tùng, đình đám. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ.
Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở, khó khăn cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc, nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vả. Có tin buồn, nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi, không nên bày vẽ thêm. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, đám tiệc. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc quà tặng, ăn uống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.